một mình giữa đêm tối. Thương nhớ cho anh sĩ và nơi giữ tay à. Người một mình giữa đêm tối, nghe nỗi đau lạt loài biển khơi. Dòng đời đã thay đổi, còn ta đứng cô đơn chờ khi mai hiền buồn đầy lá rơi. Nghe nhớ thương còn đây, một mình giữa đêm tối, thương cánh chim về nơi cuối trời. Dòng đời đã thay đổi, những tháng năm tình đầu chẳng nguôi. Người về chốn xa ấy, còn ta đứng cô đơn chờ ai. Ngày mai hiên xa xao lá rơi, ngước em về. Đêm cô đơn mà tiếng em cười, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân. Ôm thương yêu trong cánh tay này, mà ngày xưa nụ hôn nồng cháy. Đêm cô đơn anh thấy em cười, để lạnh giá buốt đôi bàn chân. Đêm cô đơn anh đã đi rồi, giọt mưa rớt bên hiên nghiệm. Loài biển khơi. Dòng đời đã thay đổi, còn ta đứng cô đơn chờ ai. Khi mãi hiền xa xao lá rơi, nghe nhớ thương còn đây. Một mình giữa đêm tối, thương cánh chim về nơi cuối trời. Dòng đời đã thay đổi, những tháng chẳng người. Người về chốn xa ấy, còn ta đứng cô đơn chờ ai. Nghe mãi hiên xa xao lá rơi, nhớ anh về. Đêm cô đơn mà tiếng em cười, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân. Ôm thương yêu trong cánh tay này, mà ngày xưa nụ hôn nồng cháy. Đêm cô đơn anh thấy em về, để lạnh giá buốt đôi bàn chân. Đêm cô đơn anh đã đi rồi, giọt mưa rớt bên hiên nghiệm người. Đêm cô đơn mà tiếng em cười, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân. Ôm thương yêu trong cánh tay này, mà ngày xưa nụ hôn nồng cháy. Đêm cô đơn anh thấy em cười, để lạnh giá buốt đôi bàn chân. Đêm cô đơn anh đã đi rồi, giọt mưa rớt bên hiên nghiệm. Xin diễn quá tuyệt vời phải không ạ? Vâng, xin mời nữ ca sĩ Ngọc Ánh. Thưa quý vị, vâng xin mời. Rõ ràng chúng ta rất hiếm khi, hoặc là có thể nói rất ít lần, nam ca sĩ ca sĩ Hoàng Vũ cùng đứng hát trên một sân khấu với một nữ ca sĩ. Không biết đây có phải là một đôi tình nhân mới trong âm nhạc không ạ? Ê, chết, nhầm to rồi. Thưa quý vị, đây là trong gia đình ca sĩ thì có ba người hát: mẹ ca sĩ, dì Sim và Sim. Và bây giờ dì xin vào trong này lập nghiệp, và xin rất muốn hát với dì vì hai dì cháu có một cái
cái mẫu rất giống nhau là khi hát nhạc rock rồi cũng tới bến mà trữ tình là cũng ướt át lắm. Vâng, và chính vì vậy cho ca Sim và dì của ca Sim một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn quý vị. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.